Chú chó này coi cô bé là con mồi, lập tức xông về phía cô bé đáng thương, khiến cho cô bé sợ hãi khóc giống lên. Khi mẹ bé nhận ra thì lập tức xông tới bảo vệ con gái mình. Thế nhưng đã muộn, con chó ác ôn chỉ còn cách một đoạn nữa. Đột nhiên, chú chó Hoàng Đinh Dong xông tới bảo vệ cô bé phía sau lưng mình. Có như vậy mới cứu cô bé thoát được một kiếp. Chủ nhân của con chó to kia thấy cảnh đó bèn trực tiếp cầm cây gậy bên cạnh đánh thẳng lên đầu Đinh Dong. Những người xung quanh không chỉ yên lặng đứng nhìn, mà còn rút điện thoại ra quay lại. Không ai dám đi tới cản anh ta lại. Đinh Dong bị đánh tới nỗi thương tích đầy mình. Cuối cùng có một anh chàng đi tới cản người chủ kia lại. Như vậy mới có thể cứu được Đinh Dong. Câu chuyện về chú chó cứu cô bé đã nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng. Chủ nhân của Đinh Dong Dương Kỳ nhìn thấy đoạn video đó liền gọi điện cho chiến hữu của mình. Anh ta lắp bắp một hồi rồi mới nói ra sự thật. Hóa ra Đinh Dong đã đi lạc từ 3 năm trước. Anh ta cũng biết rõ Dương Kỳ rất yêu mến chú chó này nên mới không báo cho anh. Dương Kỳ tức giận trực tiếp cúp điện thoại, sau đó liền lập tức lái xe về đó. Trong lòng Dương Kỳ, Đinh Dong giống như một người bạn thân thiết. Năm đó, khi anh mới bắt đầu chọn chó nghiệp vụ đã bị chú chó ngồi trong góc thu hút. Bởi vì nó đã mất mẹ nên không ăn không uống gì. Thế nhưng lại mở lòng với Dương Kỳ, duyên phận đã kéo cả hai lại bên nhau. Hơn nữa chú chó này rất thích những chiếc chuông, thế là Dương Kỳ đã đặt tên cho nó là Đinh Dong. Trên đường quay về doanh trại, anh vô tình nhận được tin bà nội mình phải vào viện. Anh vội vàng lái xe tới bến cảng chuẩn bị lên thuyền về nhà. Ai ngờ Đinh Dong lại bám theo phía sau. Dương Kỳ bèn ra lệnh cho nó ngồi im. Đinh Dong lập tức ngồi xuống. Anh nói với nó rằng mình sẽ nhanh chóng quay về. Nhìn bóng lưng chủ nhân dần khuất xa, Đinh Dong đã nhớ kỹ nơi này. Bây giờ Dương Kỳ cuối cùng cũng đã quay lại. Anh hỏi một bà chị gần đó về tung tích của Đinh Dong. Cô ấy nói với anh rằng chú chó đó thường ngồi ở bến cảng. Nó đã ngồi đó suốt mấy năm như thể đang chờ đợi ai đó. Lúc này Dương Kỳ mới hiểu ra. Anh lập tức đi khắp nơi tìm kiếm Đinh Dong, thậm chí tới bên sông tìm kiếm Đinh Dong, thế nhưng vẫn không thấy nó đâu. Dương Kỳ đã đi tìm từ sáng tới tối. Đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc chuông rơi dưới đất. Đây là thứ anh từng tặng cho Đinh Dong. Hôm đó Đinh Dong bị đưa về doanh trại nên chỉ có thể chờ đợi qua lồng sắt. Thấy những chú chó khác được chơi đùa với chủ nhân, nó cảm thấy rất ghen tị. Đột nhiên một quả bóng lăn tới trước mặt nó. Đinh Dong vươn chân ra muốn lấy về chơi. Ai ngờ khi ngẩng đầu lên thì thấy chủ nhân đã quay lại. Khi đó Dương Kỳ tặng cho nó một quả cam. Đó là kỷ niệm mà cả đời này nó không thể quên được. Từ ngày đó trở đi, lúc nào Đinh Dong và Dương Kỳ cũng dính lấy nhau. Họ không chỉ cùng nhau chơi đùa, mà còn cùng nhau tập luyện. Thời gian dần trôi qua, Đinh Dong cũng đã lớn. Nó cũng đã học được không ít kỹ năng. Trong bài kiểm tra đầu tiên, nó còn vinh dự giành được hạng nhất. Dương Kỳ vui mừng giới thiệu cho nó về quê nhà của mình. Thậm chí còn có cả bạn gái anh. Đinh Dong đang yên đang lành thì bị cho ăn một bát cơm chó. Không ngờ rằng, vài ngày sau Ôn Xuyên xảy ra động đất 8.0 độ Richter. Cả thành phố đều bị san bằng. Bộ đội khắp cả nước đều đã sẵn sàng ứng chiến. Họ phải tranh thủ trong thời gian vàng cứu được càng nhiều người càng tốt. Dương Kỳ và Đinh Dong cũng đã tới khu gặp nạn. Nhờ có khứu giác nhạy bén của Đinh Dong mà họ đã tìm được rất nhiều người bị kẹt dưới đá. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn nhân ra ngoài. Thế nhưng ông lão đó lại bối rối nhìn về phía Đinh Dong. Trong quá trình cứu viện, trận động đất lại tiếp tục khiến mặt đất rung chuyển. Dương Kỳ cũng đã bị đè dưới lớp đá. Dù anh đã được cứu ra nhưng chân phải đã bị gãy. Điều này có nghĩa là giấc mơ quân đội của anh đã khép lại từ đây. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đinh Dong. Không phải lỗi của mày đâu. Dương Kỳ không cam lòng rơi nước mắt. Vào đêm trước khi rời khỏi doanh trại, anh đã đeo lên cổ Đinh Dong một chiếc chuông. Sau đó cùng nó huấn luyện lần cuối. Dù bản thân nhiều lần bị ngã, thế nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành lần huấn luyện cuối cùng này. Dương Kỳ còn liên tục dặn dò nó rằng phải trở thành một con chó nghiệp vụ thật tốt, có biết không hả? Sáng hôm sau, anh đã giao Đinh Dong cho đồng đội của mình là Lâm Phong. Sau đó ôm chầm lấy nó không nỡ buông tay. Đinh Dong ngoạm lấy hành lý của anh không chịu bỏ ra. Dương Kỳ cũng biết bản thân lúc này không thể hoàn thành những bài tập có độ khó cao nữa nên phải rời đi. Bỏ ra, Dương Kỳ ngồi trong xe rơi nước mắt tiếc nuối. Đinh Dong vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau. Dường như nó đang muốn níu chân chủ nhân lại. Thế nhưng chuyện này đã không thể thay đổi. Khi nhớ lại những chuyện này, Dương Kỳ càng cảm thấy buồn hơn. Đúng lúc đó, một người tốt bụng đi tới nói với Dương Kỳ rằng anh ta chính là người chụp tấm ảnh đó. Anh đã để ý chú chó đó nhiều năm nay, anh cũng muốn nhận nuôi nó. Nhưng Đinh Dong lại không chịu. Ai ngờ bây giờ nó lại đột nhiên biến mất. Dương Kỳ định bụng ngày mai tiếp tục tìm. Anh không hề hay biết rằng Đinh Dong bị thương được một người tốt bụng cứu giúp. Nhưng nó không chịu ăn uống gì. Người đó chỉ đành giao nó cho anh họ mình chăm sóc dùm. Đinh Dong nhìn dòng người qua lại mà không khỏi nhớ lại chuyện cũ. Năm đó khi Dương Kỳ rời đi, nó không thể nào vui lên được. Khó khăn lắm Lâm Phong mới lấy được sự tin tưởng của nó. Ai ngờ trong một lần làm nhiệm vụ, mạch điện bị chập rồi đột ngột nổ tung. Dây thần kinh xúc giác của Đinh Dong bị tổn thương nghiêm trọng. Điều đó có nghĩa là nó sẽ dành phần đời còn lại trong viện dưỡng lão. Thấy những chú chó khác đều có chủ nhân ở bên, còn nó lại cô đơn một mình, Đinh Dong không khỏi nhớ lại những ngày tháng trước kia. Khi đó nó vui vẻ biết bao. Đúng lúc này, nó lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
đó là quả cam mà Dương Kỳ từng tặng cho nó. Nhìn xe hàng trước mặt, Đinh Dong đột nhiên nảy ra một ý. Nhân lúc tài xế không chú ý, nó đã leo lên xe. Nó muốn đi tìm chủ nhân mà mình vẫn mong nhớ. Sau đó, Đinh Dong đã tới được thành phố Dương Kỳ đang sống. Nhưng để tìm được một người trong thành phố rộng lớn này chẳng khác gì mò kim đáy bể. Thế là nó đã bắt đầu cuộc hành trình tìm lại chủ nhân. Nhưng vào buổi tối hôm đó, Đinh Dong vô tình gặp được mấy kẻ trộm chó. Hừ, đi mòn cả giày cũng không tìm được mà giờ lại có đồ ngon dâng tận miệng. Đinh Dong đáng thương bị hai tên trộm chặn lại trong góc tường. Sau đó bị đưa tới một cửa hàng thịt chó. Và tên đầu bếp đáng ghét lôi nó vào bếp dùng xích sắt buộc vào cổ Đinh Dong. Đinh Dong cảm thấy rất bất lực. Tên đầu bếp cầm búa chuẩn bị đập vào người Đinh Dong. Dừng tay, hóa ra là bố của anh ta tới. Điều trùng hợp là ông chính là người được Đinh Dong cứu trong trận động đất năm đó. Từ đó về sau, ông ấy đã không còn bán thịt chó nữa. Ông còn khuyên bảo con hãy trở thành người yêu chó. Thậm chí ông còn kêu gọi những người yêu chó ở khắp nơi hãy tới nhận nuôi chó hoang. Đinh Dong cũng được một đôi vợ chồng đưa đi. Nhưng trên đường đi, nó vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc. Nó sủa lớn để cô gái dừng xe lại. Nhân lúc mở cửa, nó đã chạy một mạch ra ngoài. Hóa ra Đinh Dong vẫn còn nhớ thương Dương Kỳ. Cuối cùng, nó đã tìm về được bến cảnh năm đó chia tay anh. Cứ như vậy, nó đã chờ ở đó suốt 3 năm. Nhưng vì cứu cô bé nên nó đã bị thương nặng. Nó không dám quay lại gặp Dương Kỳ. Tuy ở gần ngay trước mặt lại không thể gặp nhau. Họ cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau. Đột nhiên, Đinh Dong ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nó thấy bóng lưng chủ nhân dần đi xa. Cho dù bị thương khắp người, nó cũng chọn cách nhảy xuống. Cố gắng hết sức chạy về phía chủ nhân của mình. Thế nhưng Dương Kỳ không hề để ý mà trực tiếp lái xe rời đi. Đinh Dong lết cơ thể bị thương của mình đuổi theo phía sau. Cảnh tượng như thể quay lại 3 năm trước. Thế nhưng nó chạy mãi rồi dần dần đuối sức. Chỉ đành thất vọng nhìn theo chiếc xe rời đi. Thế nhưng nó vẫn không từ bỏ. Nó men theo mùi của Dương Kỳ đi từ sáng tới tối. Cho tới sáng hôm sau, cuối cùng nó cũng đã thấy được xe anh đỗ bên đường. Nhưng Dương Kỳ lại không ở trên xe. Đinh Dong chỉ đành tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, nó lại đột nhiên ngất đi. Đã mấy ngày nó không được ăn cơm, cộng thêm việc vết thương nhiễm trùng khiến cho nó trở nên vô cùng yếu ớt. Lúc này, trong đầu nó toàn là những ký ức về Dương Kỳ, về những ngày tháng vui vẻ. Cuối cùng, nó đã nhắm mắt lại trong tiếc nuối. Đúng lúc đó, Đinh Dong đã nghe được tiếng chuông quen thuộc. Nó cố gắng đứng dậy. Đinh Dong, trải qua 3 năm, cuối cùng thì họ cũng đã được đoàn tụ. Họ vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đây là một bộ phim vừa cảm động vừa ấm lòng. Loài chó cả đời chỉ có một chủ nhân. Cho dù bạn vô tình bỏ rơi chúng, thì chúng vẫn tiếp tục chung thủy đi tìm lại. Thậm chí có khi phải mất cả đời. Trong thế giới của những loài chó chỉ có sự trung thành và tình yêu thuần khiết.